nguyên liệu gồm có là xương sáo đen bột 500g dưới 1 lít nước. Sau đây mình sẽ bắt tay vào nấu nha mọi người. Đây là bột xương sáo đen, mình sẽ cắt ra, mình đổ vô tôm, khuấy với 200ml nước. 200ml xương sáo dạng bột gì đó các bạn. Mình đổ 200ml nước. Ca này có đâu? Màu đen luôn rồi nè bà. Ba nó màu đen luôn rồi nè bà. Thì mình đổ nước vô nó màu đen vậy bà. Còn 800ml lại mình đổ vô nồi mình nấu sôi. Mình nấu không biết điện từ cho tiện. Nhà mình có biết điện từ. Có biết ga nó biết ga. Mình khuấy xương sáo bột lên cho tan đều ra là được. Còn hai bọc này hồi tan mình bỏ vô sau. Vậy xương sáo này cho nó tan. Sau khi mình khuấy tan bột xương sáo sệt sệt nha các bạn, tan hết không còn ốc châu nữa, mình sẽ đổ bọc trong đây để sugar đường đổ vô luôn. Còn cái bịch dầu chuối nhỏ này nè, chừng nào mình đổ chín mình ăn xong mình ăn mình trộn vô. Thơm. Sau đây mình cắt đường đổ vô. Quen nè. Ta biết. Bọc đường đổ. Đường đường theo xương sáo nha chứ không phải đường của mình. Đường nó như bột. Được rồi, tới thôi được rồi. Mình khuấy đều lên. Nước nãy 800ml mình đun sôi, bây giờ nó sôi đó các bạn. Thơm quá. Nó sôi vậy mình khuấy bột xương sáo này nó tan đều hết rồi, rồi mình sẽ đổ, tiến hành mình đổ vô đó mình nấu. Nấu cho nó sôi lại là được. Mình vừa đổ nhẹ nhẹ từ từ mình khuấy xương sáo cho nó đừng có đóng ốc châu nha mọi người. Để đổ nhiều quá vô quá đóng ốc châu. Vừa đổ nhẹ vừa khuấy. Đây nè, nó bắt đầu nó sệt sệt nè. Nó quậy như vậy ra mình kêu kẹt 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 kẹt. Xong mình khuấy. Khuấy hoài nào nó sôi lại là được. Rồi, sôi lên vậy được hả? Ừ. Nó sôi bừng lên vậy là được nha các bạn. Tắt bếp. Sau đây mình múc xương sáo ra khuôn. Mình có chuẩn bị cái khuôn. Múc vừa khuấy các bạn đó. Đóng dưới đất dưới. Mình đã xong các bạn, đổ vô khuôn đây, mình đợi nguội ấm ấm rồi mình bỏ vô tủ lạnh và chờ thưởng thức thôi.